Sống Như Thiên Chúa Muốn. Nhiều khi chúng ta hoang mang không biết thế nào là sống như Thiên Chúa muốn, nhất là khi trước mặt là cả một rừng lề luật, mà luật nào cũng trọng, lề phép nào cũng phải giữ. Đó là chưa kể những áp lực của cơ chế, cộng đồng. Trong Tin Mừng, Đức Kitô quả quyết: ai yêu mến ta thì giữ điều ta dạy. Mà điều Thiên Chúa dạy chính là mến Chúa và yêu người như mình. Yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa đòi tin Chúa là đấng giàu lòng thương xót, bởi không tin Chúa là đấng đến để thương xót. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa như Thiên Chúa muốn, vì Chúa muốn chúng ta nhận ra dung mạo của Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót. Mầu nhiệm chỉ có trong Thiên Chúa của Đức Giêsu. Nói cách khác, Thiên Chúa được mặc khải trong Đức Giêsu là Thiên Chúa xót thương con người. Xót thương con người mới tạo dựng và cứu độ, mới đến để cứu những gì đã mất, mới tha thứ xóa tội và hiến mạng sống cho muôn người được sống và sống dồi dào. Xót thương vì thế chính là sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mà bỏ đi sự thánh thiện này, Đức Giêsu không còn là dung mạo đích thực của Thiên Chúa Cha, như tiếng Chúa Cha phán khi Đức Giêsu chịu phép rửa: đây là con ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Yêu mến Thiên Chúa đòi hiệp thông nên một với Chúa, vì Chúa muốn chúng ta trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Đức Giêsu đã mong ước tất cả những ai yêu mến Ngài hãy ở trong Ngài như Ngài ở trong Chúa Cha. Hiệp thông trong Chúa là hiệp thông với giáo hội trong kinh nguyện và các bí tích. Yêu mến tha nhân. Yêu tha nhân như mình đòi không nghĩ xấu cho ai, không cư xử bất công cho ai, không làm tổn thương uy tín, danh dự, quyền lợi, tinh thần, vật chất của người nào. Nhưng đức ái không dừng lại ở đó, mà đòi phải tích cực đóng góp xây dựng người khác bằng tha thứ, chia sẻ, phục vụ hết mình, hết tình, đặc biệt những người kém may mắn. Yêu tha nhân như thế chính là yêu như Chúa yêu, giúp đỡ như Chúa giúp, tha thứ như Chúa thứ tha, cho đi như Chúa hiến mình, và phục vụ như Chúa hạ mình hầu hạ, rửa chân các môn đệ của Ngài. Bổn phận sau cùng của yêu mến tha nhân là loan báo và làm chứng Tin Mừng. Bởi yêu ai, ta muốn chia sẻ niềm vui hạnh phúc với họ. Tin Mừng của Thiên Chúa là sứ điệp ban niềm vui, bình an, hạnh phúc. Không lẽ yêu thương nhau mà không trao cho nhau những hạnh phúc, niềm vui, an bình ấy. Vì thế khi lắng nghe, suy gẫm, sống và làm chứng Tin Mừng chính là lúc ta yêu mến người khác rất nhiều. Vì Tin Mừng bằng nhiều cách và dưới nhiều dạng đang được gieo vào tâm hồn người anh em với tình yêu và ơn bình an của Thiên Chúa qua tình yêu chia sẻ và phục vụ Tin Mừng của ta. Như thế, sống như Thiên Chúa muốn là sống dưới luật yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với anh em đồng loại một cách đơn sơ nhưng triệt để, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nhỏ bé nhưng cao quý, nhân bản nhưng thánh thiêng. Vì trong tình yêu có Thiên Chúa, trong Thiên Chúa có tình yêu con người, trong con người có tình yêu Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Sống như Thiên Chúa muốn cũng là để lòng thương xót bao trùm mọi sự, kể cả lề luật, bởi luôn luôn có một luật trừ sau cùng là luật trừ của tình yêu. Luật trừ của tình yêu sẽ giải quyết mọi khó khăn, kể cả những khó khăn tưởng như không tìm được đáp án. Đồng thời tất cả mọi sự, mọi việc phải quy hướng về tình yêu, bởi đức ái đứng trên tất cả, kể cả đức tin và đức trông cậy. Tóm lại, sống như Thiên Chúa muốn, chúng ta sẽ được tình yêu Thiên Chúa biến đổi khi chúng ta yêu thương nhau, bởi Thiên Chúa đã quảng đại đón nhận tình yêu ta dành cho nhau như tình yêu dành cho chính Ngài. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan muôn vui. Này xin tha
sức hết cả trí hồn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa tràn nguồn vui. Xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý, xin hãy duy trì chí lòng hòa hợp mến yêu, diệt tán căm thù, chia rẽ oan hờn ghét ghen. Xin giữ đức ai yêu Chúa tràn nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa tràn nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa tràn nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa tràn nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa tràn nguồn vui.